Các bạn có nghe đến đảo Vân Tay bao giờ chưa? Nếu chưa thì hãy đến thăm hòn đảo Vajenak nằm trên biển Adriatic, nơi được bao phủ bởi hàng loạt bức tường đá khô, trông giống như một dấu vân tay khổng lồ khi nhìn từ trên cao nhé. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Hòn đảo Vajenak hình bầu dục, được bao phủ bởi một mạng lưới tường đá khô dài 23 km, xây dựng từ năm 1800 và cao đến thắt lưng của người trưởng thành. Địa hình đá và gió mạnh tại hòn đảo không thực sự lý tưởng cho việc trồng trọt. Vì vậy, cư dân của hòn đảo đã xây dựng những bức tường đá này để ngăn cách cây trồng của họ và bảo vệ chúng. Theo Ủy ban Du lịch Quốc gia Croatia, hòn đảo Vajenak hiện không có người ở. Những người nông dân trên đảo Cáp Rì Dày lần cận từng sử dụng Vajenak cho mục đích nông nghiệp. Họ đã dọn sạch thảm thực vật khắc nghiệt của Vajenak để nhường chỗ cho cây sung và cây quả có múi, cũng như cây nho, và xây dựng một bức tường đá để bảo vệ cây trồng khỏi gió và phân chia các khu đất. Kể từ khi những bức ảnh chụp hòn đảo này bắt đầu lan truyền trên Internet, nhiều người gọi nó là đảo Vân Tay. Theo đó, sự hiện diện của khách du lịch trong khu vực đến hòn đảo cũng tăng mạnh. Mặc dù người dân địa phương vẫn chào đón du khách đến thăm hòn đảo, nhưng một số khách lại cảm thấy lo lắng vì việc những du khách có thể gây ra hư hại cho các bức tường trên đảo. Năm 2018, hòn đảo Vajenak nằm trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Theo Ban Quản trị Du lịch, những bức tường là bằng chứng cho thời kỳ làm việc chăm chỉ và bền bỉ của người dân. Điều đó cũng thể hiện việc người dân hòn đảo đã chinh phục môi trường núi đá vôi khắc nghiệt, nhưng tuyệt đẹp ở bờ biển Adriatic. Vậy là chúng ta vừa tham quan hòn đảo Vân Tay nổi tiếng. Leo sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhiều địa điểm thú vị ở những video sau nhé.